Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Lạt lắm mộng mơ, sương răng răng phố mờ, chiều lang thang trên phố ngắm mặt hồ xuân hương. Đà Lạt lắm mộng mơ, ngàn thông rêu rì rào, chuông chùa vang trong gió, hồn lư khách say mơ. Đà Lạt có ngàn hoa, mimosa nở rộ, lượn quanh có dốc núi, sắc nhuộm vàng thơm hương. Một tà áo nhẹ bay, chờ ai bao ngày dài, thương thầm đôi mắt nhớ, mong về chung ước mơ. Tôi yêu Đà Lạt, yêu rừng thông xanh, yêu đôi môi hồng của người em thơ. Thời gian bôi xóa những tháng ngày bên nhau, nhặt hoa anh đào mà lòng nghe xuyến sao. Tình đầu đã gửi trao, dù mai sau có về, lòng anh đây vẫn nhớ dáng của người em thơ. Và màu áo ngày xưa mình đi lễ nhà thờ, nguyện cầu cho hai đứa xuân này ta có đôi. Đà Lạt có ngàn hoa, mimosa nở rộ, lượn quanh có dốc núi, sắc nhuộm vàng thơm hương. Một tà áo nhẹ bay, chờ ai bao ngày dài, thương thầm đôi mắt nhớ, mong về chung ước mơ. Tôi yêu Đà Lạt, yêu rừng thông xanh, yêu đôi môi hồng của người em thơ. Thời gian bôi xóa những tháng ngày bên nhau, nhặt hoa anh đào mà lòng nghe xuyến sao. Tình đầu đã gửi trao, dù mai sau có về, lòng anh đây vẫn nhớ dáng của người em thơ. Và màu áo ngày xưa mình đi lễ nhà thờ, nguyện cầu cho hai đứa xuân này ta có đôi. Và màu áo ngày xưa mình đi lễ nhà thờ, nguyện cầu cho hai đứa xuân này ta có đôi. Và màu áo ngày xưa mình đi lễ nhà thờ, nguyện cầu cho hai đứa xuân này ta có đôi.
Bảo tác đại chứng minh giới ơn định hương giữ hệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đại biện pháp giới cung dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát ma tát. Hôm nay đệ tử chúng con, đệ tử của ân sư Thượng Giác Hạ Nhân văn tâm tại bệnh viện Hồng Mỹ Đồi Long Thọ số 156 đường Mimosa, phường 10, thành phố Đà Lạt phát Bồ Đề Tâm, mua các loài chúng sanh về để quy sám hối. Nguyện cầu các loài chúng sanh từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê nên phải sanh tự luân hồi trong sau nẻo. Các vị hiện giờ mang thân súng sanh xong chết gợi trên giao thất, may thay hôm nay các vị còn được túc thiện căn lành, gầm được người cứu mạng chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy tam bảo và sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm Ghi vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đệ tử chúng con xuất gia cầm tài gia văn tập tại bệnh viện Hoàng Mỹ, hôm nay nguyện đem công đức này hồi hướng cho Nguyễn Xuân Vinh giám đốc sinh năm 1951, Phần Từ Phan Chánh Ba phó giám đốc 1947, Trịnh Văn Vinh phó giám đốc 1976, Lê Anh Đào phó giám đốc sinh năm 1971 tại bệnh viện Hồng Mỹ Đà Lạt, thành phố Đà Lạt Lâm Đồng, cùng hồi hướng cho các nhân viên tại Hồng Mỹ, cùng hồi hướng cho những Phật tử hiện diện nơi đây. Thân tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, chí thành tự giác, giác tha giác hạnh, viên mãn xứng đa các khánh hà bảo, bệnh an thu tông tâm tay đồng nghênh bất phúc màu hào đắc Phật A Di Đà thọ ký. Nguyện đem công đức này hưởng kỳ siêu cho các tất cả chư vị hương linh vong linh âm binh cửu hiện thất tổ, chư vị hương linh đã mất mà chưa được siêu thoát, chư vị hương linh đã mất tại mảnh đất này, hưởng cho quý vị sớm vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tình thì biên sai tam thiên tánh không ban đức lời nhân thiên, phạm giới hoàng tăng duyên duyên tội tiêu khiên, hòa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ thừa thì già bác công đức thì đại tiên chân tiên tái, chúng sanh nghiệp cáo trần biến nhầm tỳ lô hoa tạng giới, ca trung vô sơ bác siêu lương thị bác tệ thị diệu cực pháp thân, trần bác nghiệm trần phân tác tự kỷ quyên trừ nội ngồi đẳng trần đằng trần sái gom mộc nhi tác nhân xuân khi ghế ban nhi thành tình đồ sở vị đạo nội ngồi trung gian vô trừ quế thánh phạm vô hiện tầm thanh lương bồ tát liệu đạo cấm lộ thì năng linh nhất đích biến thập phương tinh duyên cao ế tầng tiêu trừ phổ sái pháp duyên đắc sanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chứng căn bản đắc sanh tịnh đồ đà la ni. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát, nam mô thượng phật bồ tát, nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát, thiên thủ thiên nhãn của ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô bà lo yên đế tâm ba ra ya bồ đề tâm đà ba ya ma tâm đà ba ya ma ca lo ni ca ya tâm bằng ra bằng ye so tâm đà đà ta. Nam mô tâm kiên lành đại mong a di đà bà lo yên đế tâm bằng ra lăng đà ba. Nam mô văn đa sa bế tăng bà ta đạo du văn a thị dân tất bà ta đa na na bà ya ma văn thành đạo đa ni ta a bà lo ye lo ca đế ca đa ni ye re ma bồ đề tâm đà tâm bà ra ma ra Lo 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 l
yu nghệ tăng bà ra ya ta bà na ra gần đề ta bà ma ra na ra ta bà ta ra tăng a mộng kê ya ta bà ma ta na ya ta bà ya ta na ya ta bà ba na ma kê tăng na ya ta bà na ra gần đề bà na ra ya ta bà ma bà la tăng e ra ya ta bà na mô răng na ra ya na mô a ri ya ma no tương bà ra ya ta bà tăng ni no ma na ra bà ra ya ta bà tăng ni no ma na ra bà ra ya ta bà tăng ni no ma na ra ba da ya ta ba này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân chúng sanh hướng tâm về tam bảo hoa đường trở lại làm người gồm chánh pháp ma tinh sâu cùng hiện thiết chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ tối đế độ tăng chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát nam mô tịnh độ Bồ Tát ma tăng chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe đây những điều dạy rằng lòng tràn tung lắm nên đời này chìm đắm sống mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội lại mê mang thân đời chết thường đau khổ lòng bay sừng có đỡ đường đâu dù là bay trương lần sau lưới bay tan băng mồi ta càng bắt còn ơi vuông đồng luôn đo dù kêu không ai thương hồn còn vẫn phần đầu răng sống nồi chén nãy ngơi cầm chân may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho người rửa toàn thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu quy phần sống dọc lòng quy pháp quy tăng lòng xa mối tăng tâm nhẹ nhàng đầy các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phần lượng tung chúng tôn loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp ly dùng chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôn để các loài chúng sanh hôm nay các vị quý Phật không đọa địa ngục loài chúng sanh hôm nay các vị quý Pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị không đọa vạn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi không là tam sân si từ thân biển y mà sanh ra tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát nam mô Đa Bảo Như Lai nam mô Bảo Tăng Như Lai nam mô Diệu Giá Tăng Như Lai nam mô Quảng Bát Tăng Như Lai nam mô Ly Bối Như Lai nam mô Cam Lộ Vương Như Lai nam mô A Di Đà Như Lai nam mô Lai nam mô Bảo Tăng Như Lai nam mô Diệu Giá Tăng Như Lai nam mô Quảng Bát Tăng Như Lai nam mô Ly Bối Như Lai nam mô Cam Lộ Vương Như Lai nam mô A Di Lai nam mô Đa Bảo Như Lai nam mô Bảo Tăng Như Lai nam mô Diệu Giá Tăng Như Lai nam mô Quảng Bát Lai nam mô Ly Bối Như Lai nam mô Cam Lộ Vương Như Lai nam mô A Di Đà Như Lai nam mô A Di Đà Bà Già Đà Ta Già Đà Già Đà Đi Già Đà A Di Đà Đô Bà Đề Di Đà Đà Đề Ca Lăng Đế A Di Đà Đà Đề Ca Lăng Đa Già Di Đà Già Già Na Di Đà A Lệ Ta Bà nam mô A Di Đà Bà Già Đà Ta Già Đà Già Đà Đi Già Đà A Di Đà Đô Bà Đề Bà Đề A Di Đà Đà Đề Ca Lăng Đế A Di Đà Đà Đề Ca Lăng Đa Già Di Đà Già Già Na Di Đà A Lệ Ta Bà nam mô A Di Đà Bà Già Đà Ta Già Đà Già Đà Đi Già Đà A Di Đà Đô Bà Đề Nam Bà Đề A Di Đà Đà Đề Ca Lăng Đế A Di Đà Đà Đề Ca Lăng Đa Già Di Đà Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Quy Mạng Lệ A Di Đà Phật Tây Thế Giới An Lành Con Nay Sinh Phát Nguyện Vạn Sanh Cuối Sinh Đừng Từ Bi Tiêm Đồ Nam Mô
Phật là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Công sanh công đức thù thắng hạnh vô biên năng phước giải mọi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Vô lượng quang vạn sáng nguyện thiếu tam chứng được quyền đạo nguyện đăng trí huệ chứng minh điều phổ nguyện tội chứng tâm tiêu trừ hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cư phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cai kiến phật ngộ vô sanh tôi bồ tát vi vạn lực nguyện dị tự công đức phổ cập nhân thiên ngã đồng như chúng sanh giai công thành phật đồng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh. Phổ nguyện thường chúc Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển Tam Pháp Điều Vũ Thường Quân Tới Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử Nguyện Xuân Vinh và Giám Đốc Bệnh Viện cùng sinh năm 1951 và Phạm Chính Ba Phó Giám Đốc 1947 Trịnh Văn Vinh và Phó Giám Đốc 1976 Lê Anh Đào Phó Giám Đốc sinh 1971 tại Bệnh Viện Hoàng Mỹ Địa Chỉ Đội Long Thọ 156 đường Binh Mô Dinh Gia Phường Mự Đà Lạt cùng đệ tử chúng con hiện diện có mặt nơi đạo tràng này phát Bồ Đề Tâm tôn phụng Phật tiết cung phụng kinh cầu an cho tất cả những nhân viên trong bệnh viện cùng hiện tại trong đạo tràng này thân tâm thường an lạc phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tội chướng oan chướng tiêu trừ bồ đề tâm kiên cố tự giác giác ta giác hành viên mãn xung ra các khánh hạ bảo bình an tu thống tam tài đông minh bách phúc một hậu đất A Di Đà Thọ ký. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu tịnh cầu siêu cha tất cả chữ hướng linh cửu quyền thân tổ của gia đình nguyện Xuân Vinh Phan Chánh Ba Trịnh Văn Vinh Lê Anh Đào
công mà tất cả chữ vị hương linh vong linh cửa quyền thân tôi thập nhị loại cô ngã quỷ a sa hữu danh vô vị hữu vị vô danh đẳng đẳng chữ vị hương linh vong linh thai nhị vị nhị phá thai xúc xảo tạo tương trong quá khứ cũng như hiện tại hữu hình và vô hình lại đau đàn tràng văn kinh tinh pháp thọ tài hướng thực tốc xa mê đồ siêu sanh tịnh độ nhất thành tượng đã phản tội vấn tiêu nghiền chữ tiên linh hướng linh vong linh âm binh cô về đây nghe kinh đất độ cao siêu kỳ giao quyến chung đăng ngàm chim lợi lạc phổ nghiền âm siêu dường thơ pháp giới chung sanh tình dự vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành phật đạo nam mô a di đà phật từ bi bồ tát xin nguyện chúng sanh để theo đạo cả phát lòng vô thường từ bi pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển từ bi tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Ngày hôm nay chúng con vâng lời sư phụ chỉ dạy, toàn thể chư tăng tại chùa Quan Thế Âm, Hiệp An Đức Trọng, Lâm Đồng, vân tập tại Bệnh viện Hoàng Mỹ, thành phố Đà Lạt, để tổ chức nghi thức tụng kinh, phóng sanh, nghi thức cúng thí thực để cầu siêu cho các chư vị tại thành phố Đà Lạt cũng giống như các chư vị tại Bệnh viện Hoàng Mỹ đã mất mà chưa được siêu thoát. Thì hôm nay cũng đầy đủ nhân duyên lành, thì chúng con cũng được nhân duyên là sư phụ chỉ dạy để tổ chức cái buổi lễ cộng tu ngày hôm nay. Đặc biệt chúng con hôm nay được mạn phép để thay mặt sư phụ, vì sư phụ vừa qua phải mổ ruột thừa, cho nên sư phụ không có thể lên trên dự buổi lễ ngày hôm nay được. Cho nên sư phụ chỉ dạy cho toàn thể chư huynh đệ chúng con tại chùa Quan Âm để lên đây tiến hành buổi lễ. Thì trước mắt chúng con xin gửi lời tri ân đến toàn thể bác sĩ Vinh, là giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ, thành phố Đà Lạt, cũng giống như chúng con xin gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ nhân viên công chức trong toàn thể bệnh viện đã hỗ trợ cho chùa Quan Thế Âm tổ chức buổi lễ được thành tựu viên mãn, để hậu hướng cho các chư vị nơi đây được siêu sanh miền cực lạc. Và thêm một điều, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bác sĩ trong thời gian sư phụ chúng con đã bị bệnh và phải mổ tại bệnh viện. Và đặc biệt chúng con gửi lời đến bác sĩ Vinh đã trực tiếp đứng ra mổ trực tiếp cho sư phụ, đã tận tình chăm sóc cho sư phụ. Cho nên thời gian mà sư phụ bị bệnh, sư phụ có nhắn gửi lên cho chúng con lúc sư phụ đau bụng rất là nhiều, mà cũng không biết lý do gì bệnh cả. Sư phụ cứ nghĩ rằng chỉ bị trúng gió bình thường mà thôi. Sư phụ mới niệm Quan Âm Bồ Tát cũng nhờ Quan Âm gia hộ, nên sư phụ quyết định đi lên tại bệnh viện. Mà lên bệnh viện mới bác sĩ Vinh đã tận tình và khám cho sư phụ, thì sư phụ mới biết rằng là căn bệnh ruột thừa phải mổ gấp. Cho nên trong thời gian mà sư phụ điều trị ở đây thì toàn thể cán bộ nhân viên cũng giống như bác sĩ đã tận tình lo lắng cho sư phụ. Cho nên sự ân cần và giúp đỡ lo lắng cho sư phụ chúng con rất là niềm cảm ơn đến toàn thể bác sĩ. Cho nên hôm nay để đáp lại sự tận tình chăm sóc, cũng giống như các chư vị nơi đây cũng mong muốn cúng một bữa để hồi hướng cho các chư vị nơi đây, thì hôm nay chúng con để tỏ lòng cái sự biết ơn đến tấm chân thành của tập đoàn bác sĩ đã lo lắng cho sư phụ, thì hôm nay huynh đệ chúng con đã đến ở đây để tụng thờ kinh, để hồi hướng cũng giống như hồi hướng cho toàn thể cán bộ công viên chức, mong ngưỡng nguyện tam bảo chư Phật gia hộ cho cộng đồng bác sĩ.
cũng giống như tập thể nhân viên để hậu hướng cho gia đình, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ và luôn có sức khỏe để hỗ trợ và lo lắng giúp đỡ cho không chỉ riêng mọi người trong thành phố Đà Lạt này mà tất cả những bệnh nhân đau bệnh, để lo lắng cho tất cả mọi người có sức khỏe thiệt là tốt. Và ngày hôm nay thì trước khi chúng con dứt lời thì chúng con kính mời bác sĩ cũng có đôi lời phát biểu, cũng giống như tri ân đến sư phụ cũng giống như quý thầy đã hôm nay lên đây để tổ chức buổi lễ cộng tu ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật, chúng con kính mời bác sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Quang Âm ở Hiệp An. Kính bạch quý thầy hôm nay đến đây để làm buổi lễ cúng dường và cầu siêu cho tất cả các vong linh đã mất ở trên mảnh đất này. Hôm nay chúng tôi xin đại diện cho Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt xin tri ân tấm lòng cao cả của thầy trụ trì và tất cả quý thầy ở trong chùa cũng như quý Phật tử của chùa Quang Âm đã đến đây để cầu nguyện, cầu an cho tất cả những người làm việc ở Hoàng Mỹ, gia đình của họ, cũng như là cầu siêu cho tất cả hương linh mà đã mất ở trên mảnh đất này được vãng sanh miền cực lạc. Chúng tôi hết lòng cảm ơn tấm lòng quý báu của quý thầy trong ngày hôm nay. Trên cái cương vị là những người thầy thuốc, chúng tôi luôn luôn rất là vui vẻ và đồng thời luôn luôn chăm lo sức khỏe của tất cả người dân ở trong cộng đồng của chúng ta. Và đặc biệt là hôm nay làm kỳ duyên rất là lớn, thầy đến bệnh viện và ở bệnh viện cũng đã cố gắng để cứu chữa, để giúp cho sức khỏe của thầy được là trở lại như cũ. Chúng tôi rất là vui vẻ trong lúc khi mà sức khỏe của thầy đã được bình thường. Thì với cái tâm nguyện của chúng tôi là luôn luôn làm những cái điều phước lành cho người dân, cho cộng đồng và cho chúng sinh, chúng tôi luôn luôn là hướng về tất cả mọi người, làm sao sức khỏe của tất cả mọi người ở trong cộng đồng của chúng ta được tốt đẹp, và trong đó có sức khỏe của quý thầy ở chùa Quang Âm nói riêng. Đấy. Một lần nữa xin đại diện cho bệnh viện xin cảm ơn thầy trụ trì, quý thầy trong đoàn hôm nay và tất cả Phật tử của chùa Quang Âm. Xin cảm ơn, và tất cả công đức này, mọi công đức mà hôm nay quý thầy đã gia hộ cho tất cả mọi người còn sống cũng như những người đã khuất, xin hồi hướng công đức này về tất cả chúng tôi, tất cả chúng sanh để đều trọn thành Phật đạo. Xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa qua là những lời tri ân đáp từ của bác sĩ Vinh, giám đốc của Bệnh viện Hoàng Mỹ. Thì chúng con rất là lấy lòng tri ân đến bác sĩ. Và chúng con vừa qua cũng được có trò chuyện đôi lời với bác sĩ. Thì được biết rằng từ nhỏ, thì quý vị biết rằng từ nhỏ bác sĩ rất là am hiểu Phật Pháp, có duyên với Phật Pháp từ nhỏ. Đi tham gia gia đình Phật tử, ngay bản thân chúng con và một số huynh đệ ở đây cũng vậy. Trước khi bước vào chùa thì cũng có gia đình Phật tử để dẫn dắt được vào đạo. Thì ngày hôm nay thì tất cả các huynh đệ chúng con hồi xưa cũng lên trên bệnh viện này. Cứ mỗi lần lên trên bệnh viện là biết trên bệnh viện Hoàng Mỹ mình có tôn tượng Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chúng con cứ mỗi lần đưa hay là chăm sóc một chú hay một thầy nào bệnh trên đây thì chúng con đều lên để lễ lại Đức Quan Âm Bồ Tát, để ngưỡng nguyện Quan Âm Ngài gia hộ cho huynh đệ chúng con được mau lành bệnh, cũng như giống như gia hộ cho tất cả các bệnh nhân nơi đây cũng mau được mau chóng khỏi bệnh. Mà chúng con cứ nghĩ rằng là chắc có lẽ là vì lãnh đạo tại bệnh viện Hoàng Mỹ này
có tâm với Phật Pháp, nhưng mà hôm nay rất là có nhân duyên, và đặc biệt nhân duyên Thù Thắng, toàn thể chư Tăng tại Chùa Quan Thế Âm văn tập trên đây cũng và chúng con đại diện để có nói chuyện với bác sĩ, thì bác sĩ cũng có chia sẻ như vậy. Cho nên quý Phật tử thấy rất là hoan hỷ đúng không ạ? Hoan hỷ hiếm khi mà tại một bệnh viện mà có thờ một tượng Quan Thế Âm như vậy, cho nên rất là hiếm, hiếm có. Chúng con đi rất là nhiều bệnh viện thì thường bệnh nhân cứ vô nghĩ là khám thôi, vô khám bệnh thôi chứ cũng không có nghĩ đến lễ Phật. Nhưng mà khi được biết cũng đi dạo khuôn viên là mọi người cũng thấy khuôn viên tên thành phố Đà Lạt này cũng mát mẻ, cho nên đi dạo mà vô tình thấy được tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng con cứ nghĩ rằng là chắc chắn rằng vì lãnh đạo ở nơi đây có tâm với đạo Phật, cho nên hồi nãy thì chúng con mới đại diện thì ra có đôi lời nói chuyện với bác sĩ, thì bác sĩ cũng là một người gốc là nguồn gốc là đạo Phật và tham gia gia đình Phật tử và có tâm hướng Phật, và bác sĩ cũng có chia sẻ tất cả những việc làm, không chỉ riêng lo lắng cho bệnh nhân tại bệnh viện, mà bác sĩ cũng một tháng hoặc hai tháng tổ chức cho nhân viên cán bộ tại Bệnh viện Hoàng Mỹ để thực hiện các chương trình từ thiện, khám bệnh, phát thuốc cho những bệnh nhân nghèo. Cho nên đó là những cái việc làm bổ ích. Thì thay mặt trên sư phụ Chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng tại Chùa Quan Thế Âm, chúng con gửi lời thành thật tri ân đến bác sĩ Vinh cũng giống như toàn thể bác sĩ trong Bệnh viện Hoàng Mỹ. Và một lần nữa chúng con gửi lời chúc sức khỏe và vạn sự kiết tường đến toàn thể cán bộ nhân viên trong Bệnh viện Hoàng Mỹ. Dạ, A Di Đà Phật. Hôm nay quý thầy, thầy trụ trì và quý thầy cũng như quý Phật tử của Chùa Quan Âm về đây giúp cho Hoàng Mỹ Đà Lạt cầu siêu cho quý hương linh được vãng sanh nguyện cực lạc. Thì đây là một cái duyên rất lớn giữa Chùa Quan Âm với là Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt. Thì mọi việc trong cuộc sống này tất cả là tùy duyên. Hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thì cho nên chúng tôi cũng hy vọng là có một ngày rất gần đây thì ban giám đốc của Hoàng Mỹ Đà Lạt sẽ ghé thăm chùa, đồng thời để vấn an thầy trụ trì cũng như là chúc sức khỏe tất cả quý thầy và những Phật tử tu tập ở chùa. Xin nói lời cảm ơn và đồng thời cũng muốn, chúng tôi cũng rất là mong muốn như vậy. Dạ, A Di Đà Phật. Xin toàn thể đại chúng chúng ta dành một tràng pháo tay. Nữa là 8 tháng thì hỷ công đức của bác sĩ Vinh cũng giống như tất cả bác sĩ trong đoàn buổi lễ ngày hôm nay được thập toàn viên mãn. Cùng thỉnh đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng công đức ha. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu kính mến. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con hôm nay ngồi đây để mà xin được thông báo vài điều, cũng như là đọc văn sao cho toàn thể quý vị. Chủ nhật vừa rồi, sau khi mà sư phụ giảng xong, trong người thì vẫn còn mệt. Hôm sau, sau khi buổi sáng công phu 3 tiếng xong, sư phụ tự nhiên đau cả cái vùng bụng, sau đó đau dần ở bên phải. Cơn đau nó kéo dài liên tục chứ không có đau từng cơn. Sư phụ cứ nghĩ là bị trúng gió nên có nhờ mấy cụ ở dưới khu chuyên tu mà cắt lễ, nhưng vẫn không hết. Vì đau quá cho nên sư phụ quyết định đi lên bệnh viện Hoàng Mỹ ở Đà Lạt. Cũng nhờ Bồ Tát Quan Âm Ngài gia hộ cho nên sư phụ khi đến đó gặp được bác sĩ phó giám đốc của bệnh viện Hoàng Mỹ. Bác sĩ này cũng cùng quê sư phụ ở Bình Định. Bác sĩ Vinh thì rất là giỏi, người rất là hiền lành, phúc hậu. Thêm nữa lại biết Phật Pháp, rất cung kính người xuất gia. Tại bệnh viện Hoàng Mỹ ở trên đồi có một cái tượng Bồ Tát Quan Âm. Mỗi buổi sáng mà khi đi làm thì bác sĩ Vinh đều thắp nhang lễ lạy Bồ Tát trước khi vào ca trực của mình. Thì hôm đó sau khi bác sĩ Vinh kiểm tra, khi khám thì mới biết được là sư phụ bị đau ruột thừa. Cho nên bác sĩ đã nhanh chóng giải phẫu cho sư phụ. Sau khi chụp thuốc mê thì mổ trong vòng 30 phút
sau đó phải nằm khoảng 6 tiếng mới dần dần hồi phục. Sư phụ có nhắc mọi người nhớ chú ý, nếu gặp phải tình cảnh mà bị đau tương tự như vậy thì nên nhanh chóng đi khám. Bác sĩ Vinh có nói đau ruột thừa là do khi chúng ta ăn vào thức ăn nó bị rớt vào nên ruột nó bị viêm. Trường hợp của sư phụ thì phát hiện kịp thời cho nên chỗ viêm chưa có làm mủ. Những ngày ở bệnh viện vì đau cho nên sư phụ không có ngủ được, không có ăn uống được. Mỗi ngày thì đều có truyền dịch vào nên người rất là mệt mỏi và mất sức. Sư phụ phải nằm viện 4-5 ngày mới vừa về lại. Khi xuất viện thì bác sĩ Vinh nhiệt tình đưa sư phụ ra về. Bác sĩ rất là quý cho nên có chụp hình lưu niệm với sư phụ. Trước khi về thì giám đốc và phó giám đốc của bệnh viện Hoàng Mỹ có kính mời sư phụ và quý thầy đến bệnh viện vào thứ ba tuần sau để mà tổ chức lễ phóng sanh và cúng thí lớn ở tại ở trên ngọn đồi ở gần cái tượng Quan Âm. Tuy nhiên bác sĩ nói là chỉ có mời quý thầy quý chú thôi, bởi vì tình hình dịch bệnh nó chưa có ổn thỏa cho nên không có tập trung đông người, cho nên thì quý Phật tử chúng ta không có đến tham dự được. Kính mong mọi người hoan hỷ. Bệnh viện Hoàng Mỹ thì giá cả nó hơi cao một chút so với những bệnh viện khác, bởi vì đó là bệnh viện tư, nhưng mà bệnh viện khuôn viên rất là thoáng mát, thêm bác sĩ y tá nơi đây rất là tận tình, chu đáo và nhanh lẹ. Hầu như quý thầy quý chú mình ở đây bị bệnh đa số đi bệnh viện Hoàng Mỹ. Sư phụ do mổ và truyền dịch nhiều cho nên mất ngủ. Phần chính là cũng do vết thương mổ nó hơi đau. 5 ngày trước hít thở sâu không nổi nên phải cần có thuốc êm dịu thần kinh để hỗ trợ. Thuốc này thì uống trước khi ngủ 1 tiếng rưỡi, mỗi đêm uống 1 viên. Tên thuốc là Rotudine 60mg. Thuốc này thì ở tiệm thuốc tây nào cũng có bán. Có điều sư phụ nhắc là nếu như chúng ta cần thì không nên lạm dụng uống nhiều. Hồi khuya sư phụ công phu lại được 3 tiếng, hôm nay người hơi khỏe và ăn uống bình thường. Quý thầy, quý sư cô, quý chú và Phật tử an tâm nhé. Sư phụ gửi lời cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Sư phụ nói khi đau đớn thì niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát rất là khó nhiếp tâm. Sư phụ 50 năm rồi mới nhập viện lần đầu tiên chạm với sanh tử. Hôm đó trước khi giải phẫu phải chụp thuốc mê. Nếu mà chúng ta lúc đó qua đời thì rất khó vãng sanh, vì mê không biết gì cả, thật là nguy hiểm. Sư phụ nhắc nhở đại chúng hàng ngày cố gắng niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm để chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, lúc lâm chung được tỉnh táo niệm Phật. Nếu không, khi thọ mạng hết, ra đi đột ngột hoặc lâm chung bị đau đớn khổ sở, bị hôn mê thì không thể niệm Phật vãng sanh được. Khi Pháp Sư Đế Nhàn bị bệnh nằm một chỗ, Tổ sư Ấn Quang ngài có viết lá thư khuyên Pháp Sư Đế Nhàn nên thành tâm niệm Bồ Tát Quan Âm để được Bồ Tát gia hộ cho mau lành bệnh. Tổ sư có dẫn chứng một câu chuyện. Vào năm 1641, niên hiệu Sùng Trinh nhà Minh, có một người bại liệt từ Sơn Đông đến, dùng tay thay chân, ăn xin ở chợ, thường bị người ta chán ghét. Kẻ liệt tuy bệnh nhưng tánh tình nóng nảy, bị chửi mắng liền bất bình. Nghe nói ở Am Đường Kiều có một vị tăng tu hành tên Thủy Cốc, bèn đến kể lễ, nỗi niềm khắp thực gian nan. Thầy Thủy Cốc chỉ dạy, nếu ông có thể phát tâm xuất gia nương theo đại lực từ bi thì có thể có người thí cho. Người liệt thuận theo bèn xuống tóc thọ trai giới, dẫu ăn xin nhưng không ăn mặn, dẫu bị nhục mạ vẫn yên lặng chịu đựng. Thầy Thủy Cốc lại dạy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và trì chú chủ đề. Thọ trì hơn 2 năm, chợt một hôm mộng thấy một bà lão kêu, người đứng lên đứng lên. Người liệt mới nói, tôi là người liệt sao đứng lên được. Bà lão dùng tay chỉ vào 2 chân, cảm thấy chân thẳng ra không co gấp nữa, sáng ra liền khỏi bệnh liệt, nghiễm nhiên thành một ông tăng hiên ngang lẫm liệt, lấy hiệu là Bán Nhai, liền có người cúng dường.
Sư phụ nhắc nhở nếu chúng ta gặp nạn tai, bệnh tật vân vân, nguy hiểm đến tính mạng phải niệm Bồ Tát Quan Âm thì sẽ gặp dữ hóa lành. Năm ngoái sau khi dỗ sư cô Liên Phương thì sư phụ cũng tịnh tu một thời gian dài, nhưng sau đó có một số Phật tử tha thiết thỉnh sư phụ giảng pháp lại. Sư phụ thấy vậy nên mấy tháng nay giảng lại, nhưng mỗi khi giảng xong lại thêm tiếp khách nên trong người rất là mệt, phải vài hôm mới hồi phục sức khỏe. Sư phụ quyết định tạm ngưng giảng một thời gian, cho nên kính mong mọi người hoan hỷ cho. Sư phụ nói quý Phật tử nên xem văn sao của Tổ sư Ấn Quang và xem lại những đĩa giảng cũ của sư phụ, trong đó đầy đủ những gì mà Tổ sư chỉ dạy chúng ta phương pháp tu hành. Sư phụ có giảng thì cũng bấy nhiêu đó mà thôi. Sư phụ nghĩ cuộc đời của người tu hành, đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức, phóng sanh giảng kinh nhưng vẫn bị trả nghiệp mổ ruột thừa. Nhưng mà sư phụ nghĩ nhờ mỗi ngày tu hành tinh tấn, trì 108 biến chú Đại Bi cũng như niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm, cho nên nghiệp nặng chuyển hóa thành nhẹ. Tổ sư Ấn Quang cũng khai thị khi chúng ta gặp nguy hiểm như nước lửa, bệnh tật, trộm cướp, dịch bệnh lưu hành, vân vân, nhất là nỗi thống khổ khi bệnh tật, nên thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, chuyển bệnh nặng thành bệnh nhẹ. Sư phụ nói nên niệm ra hơi nho nhỏ và niệm thầm trong tâm sẽ được Bồ Tát gia trì. Đây là lời sư phụ gửi cho tất cả mọi người từ trong văn sao. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật cần niệm kèm thêm thần chú Đại Bi. Một, từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, Đại Sư Tự Thuật. 2. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vực thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra trì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kiêm trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi vân vân cũng đều được cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Yết ở Vĩnh Gia. 3. Nay sống tại chỗ thường có phi cơ bay tới, hằng ngày tụng chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Âm, nếu chẳng dám ở lại, trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho kẻ khá chê cười ư? Quan chỉ trơ trọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chi còn có chuyện hoằng hóa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là trụ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn thì công chuyện sẽ thành bỏ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông kinh sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Viết vào ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhân Quốc 26 1937, Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Biên Vô. Số 4. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh,
tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Số 5, bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tờ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu. Số 6, đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hễ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di vào năm 1937. Số 7, nay gửi cho thận tu và lệnh ái Hữu Trinh, mỗi người một bao tro hương Đại Bi, tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống. Đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay, nhấc chân, làm chuyện gì huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ác sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Cho nên khinh nhờn, chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà. Để tỏ lòng kính trọng, đây chính là nước Đại Bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên vào năm 1936. Vào triều đại Nguyên Ngụy, có một tăng nhân pháp hiệu là Thích Đạo Thái ở tỉnh Xá Hoành Dương, huyện Thường Sơn. Vị tăng nhân này từng nằm mộng thấy có người đến bảo rằng số mạng của ông sẽ kết thúc vào lúc 42 tuổi. Đến năm đó thầy mắc bệnh nặng, trong tâm tự nghĩ chắc là không qua khỏi, nên thầy đem y bát và tất cả bạc tiền đồ đạc vân vân làm lễ trai tăng bố thí rất lớn để cầu phước. Có người bạn đồng tu thấy thế bèn nói: tôi thấy trong kinh Phổ Môn, chính kim khẩu của Bổn Sư Thích Tôn dạy ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng, nếu có người nào thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại thêm suốt đời đem thức ăn uống y phục đồ nằm để cúng dường theo ý ông nghĩ sao, công đức của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có được nhiều chăng? Vô Tận Ý Bồ Tát thưa: rất nhiều, thưa Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp: nếu lại có người thọ trì danh hiệu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến lễ bái cúng dường,
Chỉ trong một thời thì phước đức của hai người ấy đồng nhau không khác. Vào đời Lưu Tống có Phật tử tên là Thiện Tín, người ở Ngô Hưng, đối với Tam Bảo rất có tâm tinh kính. Một hôm Thiện Tín mắc bệnh thương hàn nên không một ai dám đến gần săn sóc vì sợ lây nhiễm. Thiện Tín rất buồn khổ, không biết tính thế nào. Chỉ nghĩ rằng có một cách duy nhất là thành kính chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông trì niệm thánh hiệu Bồ Tát chỉ trong thời gian ngắn, thì bỗng có một tăng nhân đến nhà bảo rằng: "Ta đem thứ thuốc này để cứu độ đệ tử." Nói vừa dứt lời liền lấy trong túi ra một hộp thuốc tán đưa cho Thiện Tín bảo uống. Thiện Tín vâng lời, uống vào thì bệnh liền khỏi hẳn. Trích Cao Tăng Truyện. Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni dạy rằng: "Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì thần chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được tội nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, bán pháp phá người, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy trừ một việc kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi, nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa xao. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? 1. Không bị chết do đói khát khốn khổ. 2. Không bị chết do gông tù đánh đập. 3. Không bị chết vì oan gia thù địch. 4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. 5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại. 6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn. 7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy. 8. Không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. 9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. 10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn. 11. Không bị chết do té cây té xuống núi. 12. Không bị chết bởi người ác trù ếm. 13. Không bị chết bởi tà thần ác quỷ làm hại. 14. Không bị chết vì bệnh ác lâm thân. 15. Không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu như thế, sao gọi là 15 chỗ sanh tốt? 1. Tùy theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành. 2. Tùy theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành. 3. Tùy theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt. 4. Tùy theo chỗ sanh thường gặp bạn lành.
5. Tùy theo chỗ sanh, thân căn thường được đầy đủ. 6. Tùy theo chỗ sanh, đạo tâm thuần thục. 7. Tùy theo chỗ sanh, không phạm cấm giới. 8. Tùy theo chỗ sanh, thường được quyến thuộc hòa thuận có ân nghĩa. 9. Tùy theo chỗ sanh, vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ. 10. Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được tội nguyện. 13. Tùy theo chỗ sanh, long thiên thiện thần thường theo ủng hộ. 14. Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật nghe Pháp. 15. Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh Pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường tụng trì chớ sanh lòng biến trễ. Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát lại bảo Phạm Vương rằng: Này Phạm Vương, nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai nạn ma chướng, nên lấy chỉ ngũ sắc xe làm một sợi niệt. Trước tiên tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến. Cứ tụng xong mỗi một biến lại thắt một gút, rồi đeo nơi cổ tay hoặc bỏ nơi đẩy. Tâm chú Đại Bi đây do 99 ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Các Đức Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành công đức lục độ chưa đầy đủ mau được đầy đủ, mầm bồ đề chưa phát mau được phát sanh, hàng thanh văn chưa chứng may được chứng quả, các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng bồ đề mau được phát tâm bồ đề. Nếu chúng sanh nào chưa được tính căn đại thừa, do sức oai thần của Đà Ra Ni này, hộp giống đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng, lại do sức từ bi phương tiện của ta khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu. Câu chuyện số 3. Triều nhà Đường Tri Huyền, Pháp sư họ Trần là người ở Hồng Nhã xứ Mỹ Châu. Pháp sư thường tuyên thuyết diễn giải kinh luận đại thừa, hàng Phật tử cả tăng lẫn tục đều hoan nghênh ngưỡng mộ hết mình. Tuy vậy, pháp sư vẫn thường tự giận mình có giọng nói không đúng với thổ âm địa phương nên hiệu quả không như ý nguyện. Sau đó pháp sư lên núi Tường Nhĩ, ngày đêm chuyên tụng trì chú Đại Bi. Một hôm ngài nằm mộng thấy một vị thần tăng đến cắt lưỡi của mình rồi thay vào chiếc lưỡi khác cho pháp sư. Đến sáng hôm sau, bỗng nhiên khi vừa cất giọng thì ngài nhận ra âm thanh của mình đã trở thành thổ âm của người nước Tần, Trích Cao Tăng Truyền. Nam mô A Di Đà Phật.